Những ngày đầu về Việt Nam đầu tư, ông Trịnh Vĩnh Bình nhìn đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền. Chẳng hạn, ông thấy Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông rất thiếu khách sạn. Mình thấy là rõ ràng là Việt Nam thiếu khách sạn tốt, mình ở những khách sạn là gọi là khách sạn thì đó là khách sạn mini này, 5-6 phòng mà trong gia đình người ta lấy cái phòng của gia đình để ra kinh doanh. Điều đầu tiên là đầu tư mua lại cái gốc ở đường Trần Hưng Đạo. Bây giờ cái căn, cái cao ốc mà xây dang dở từ năm 95 bây giờ bỏ 10 tầng và bỏ ở sát bên công an thành phố. Tiếp theo, ông chọn Vũng Tàu để mở rộng đầu tư, bắt đầu bằng việc mua lại xí nghiệp liên doanh nuôi trồng thủy sản ở Phước Cờ và thay đổi thiết bị cùng quy trình sản xuất. Chỉ trong vòng 2 năm, từ năm 1993 đến năm 1995, sản lượng xí nghiệp từ 80 đến 100 tấn một năm đã tăng lên thành 1.500 tấn một năm, trong khi tổng sản lượng cả tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lúc đó chỉ 6.675 tấn vào năm 1995. Thời gian này, luật Việt Nam chưa cho phép người nước ngoài hay Việt Kiều đứng tên trong các doanh nghiệp trong nước, nên ông Trịnh Vĩnh Bình nhờ thân nhân và bạn bè đứng tên hộ. Những công ty mà ông thành lập như Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Công nghiệp Bình Châu tại Vũng Tàu đều dưới hình thức nhờ người đứng tên. Mãi đến tháng 11 năm 96, ông Trịnh Vĩnh Bình mới có tên chính thức trong Công ty Bình Châu dựa vào luật khuyến khích đầu tư Việt Nam ban hành vào năm 1995. Ông Trịnh Vĩnh Bình còn lấn sân sang các lĩnh vực kinh doanh khác như trồng rừng, lập vườn ươm thông giống, du lịch, mua đất đai cho những đầu tư lâu dài. Kể cả thời đó mình cũng đã có, mình lên cái sở quy hoạch ở thành phố Hồ Chí Minh, mình cũng đã biết được có một cái bản đồ là biết được là trong tương lai Long Thành sẽ mở một cái thị trường lớn để mà thay thế cái thị trường phát sinh nhất. Tức là nó tới một cái mức nào đó nó cũng sẽ nhỏ, còn ở ngay trong thành phố đó, thì có những điều kiện an ninh về không lưu này, chỉ an ninh cho vấn đề chung quanh đó thì nó sẽ tạo cái vấn đề lớn. Thì lúc đó mình cũng biết thì cũng có mua một số mặt bằng ở chung đó, thì mình cũng tính làm về một số cũng như là đấy lại khai thác một số công ty hoặc cần một cái trụ sở là có những nhà kho và họ sát ở phía trường. Đây là một bắt đầu. Từ ngoài ra mình cũng có tìm những cái du lịch rồi đấy, làm về mua những căn nhà bài trước này kia đấy, lại khai như vậy. Chung là mình có những cái bài toán lâu dài. Chứ không phải là chúng ta không phải là Việt Nam mình về kinh doanh điều không phải như vậy. Trong vòng hơn 6 năm, giá trị số vốn ban đầu ông Bình đưa về Việt Nam được nhân lên hơn 8 lần. Cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nhận định với VOA. Cũng chính vì cái nhờ cái tính năng động và cái chủ động của ông Bình, cho nên ngay giai đoạn đầu thì ông đã thành công khá nhanh. Chính sự thành công quá nhanh và sự vượt trội trong tư cách một doanh nhân Việt Kiều, ông Bình đã tạo ra một sự cuốn hút không bình thường, căn nguyên đưa tới bản án 13 năm tù về sau.